Alo, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người vào một video như thế này. Và hôm nay mình sẽ nói về vấn đề con vi khuẩn quang học VFB này. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề cách sử dụng và liều lượng sử dụng làm sao cho đúng cách. Và những sai lầm, những thắc mắc của mọi người thường xoay quanh con vi khuẩn VFB này. Và có cái nguồn tin là xài vi khuẩn VFB là cá hay bị nấm. Thì mình sẽ nêu cái nguyên nhân, cái lý do mà khiến cá bị nấm mọi người nha. Thì chúng ta sẽ đến đầu tiên, đó chính là cái vi khuẩn VSB do chính những nhà nổi tiếng sản xuất trước giờ. Đây là như chai do công ty trách nhiệm hảo hạn thực phẩm NAW đây. Một công ty rất lớn và rất chi tiết. Thì họ đã nêu về công dụng và thành phần và hướng dẫn sử dụng ở đây rồi. Đây, thiết lập nhanh hệ vi sinh có lợi cho, làm sạch môi trường nước, giúp phòng bệnh và cải thiện màu sắc này, giúp cá tép ăn nhiều khỏe mạnh này. Và thành phần là vi khuẩn quang hợp sống có mùi hôi đặc trưng thôi, chứ không có cái gì hết. Còn về cách sử dụng thì họ cũng đã hướng dẫn rồi. Đầu tiên khởi tạo thì là 5ml 20 lần xịt cho 100 lít nước, duy trì là 2.5 bằng một nửa, 10 lần xịt cho 100 lít nước, dùng cho cá hồ nước ngọt và nước mặn mọi người nhé. Thì như mà mọi người vừa thấy là mình mới đi duy trì và mình xịt rất ít vào trong những chiếc hồ cá của mình. Thì đây chính là cái vi khuẩn quang hợp VSB. Và hôm nay mình sẽ nói về cách sử dụng làm sao cho đúng và những sai lầm khiến những con cá chúng ta mắc bệnh nấm mà mọi người cứ đổ thừa là do con vi khuẩn quang học này. Thì mình sẽ phân tích luôn. Như mọi người theo dõi video cũng biết là đây là vi khuẩn quang học VSB do chính tay mình tạo ra. Và mình cũng biết là cái thành phần của nó là gì mọi người nha. Thì nguyên liệu để mình tạo ra nó thì không có gì đặc biệt. Còn thật sự con VSB này là vi khuẩn quang học và nó quang học và nó rất tốt cho cá tôm chúng ta. Nếu dùng đúng liều lượng và môi trường thích hợp. Liều lượng là như thế nào? Như đây nhà sản xuất nè, đã có ghi rõ 5ml, 5ml là bao nhiêu. Và đây là thiết bị đo của mình. Đây, 5ml là như đây mọi người nha. Và mình mới xịt vào đây đúng 5ml. Nhưng mà không phải là 20 lần xịt như nhà sản xuất nói, mà chỉ là 15 lần xịt thôi. Nhà sản xuất đôi khi cũng nói láo. Vậy 5ml xài cho bao nhiêu? Đây, đây là cái thùng B của mình đựng nước. Và thùng B này có dung tích là 20ml mọi người nhé. Lưng lưng là cũng 18ml. Thì một cái 5ml này là xài cho cả 5 cái thùng B nước như vậy. Như chiếc hồ này thì chỉ nguyên một hồ này thì chúng ta chỉ việc đổ như đây vào là rải đều là có thể sử dụng được rồi đó. Đó là liều lượng rất ít mọi người nhé. Mọi người nhớ giùm cho mình. Thì với một liều lượng khổng lồ, nước khổng lồ như vậy mà xài chỉ có 5ml thì có công dụng hay không? Thực sự đó là người ta đã đúc kết ra và người ta đã khuyến khích mình làm như vậy. Thì mình cứ làm như vậy. Thì cái gì nó cũng có liều lượng hết. Giống như thí dụ mọi người thấy không? Thuốc tây. Đây, khi mà mọi người bị bệnh thì bác sĩ bao giờ cũng sẽ đưa cho mọi người là liều thuốc và bữa thuốc. Không bao giờ mà lạm dụng quá. Tại vì đúng là thuốc tốt. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng quá thì sẽ có tác dụng phụ mọi người nhé. Chẳng ai tới bữa lại dặn bỏ hết tất cả thuốc vào tô và ăn hết. Mọi người nhìn thấy là ngán rồi chứ đừng nói là hết bệnh. Vâng, đó là liều lượng sai lầm. Mọi người thường là mình sản xuất ra nhiều quá thôi, cứ cho nhiều vào. Và mình thấy có video của anh kia cầm hẳn một cốc BSB này, đi chăm từng hồ với liều lượng rất ư là nhiều. Có thể gây ra tác dụng phụ nếu mọi người mà sai lầm có thể làm theo nhé. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên mình muốn đề cập ngày hôm nay, chính là liều lượng sử dụng con vi khuẩn VSB này để tạo cho nguồn nước chúng ta trong hơn, sạch hơn và tốt cho cá. Khi chúng ta thay nước thì chúng ta sẽ chăm thêm và duy trì, chứ không cần thiết là phải đổ nhiều đâu. Nhiều người thấy nhiều quá thì cứ mạnh tay cũng không tốt mọi người nhé. Thì giờ mình sẽ qua nguyên nhân thứ hai. Này, con cá này khiến cái nguồn
vi khuẩn quang hợp này nếu chúng ta không đúng cách thì nó sẽ phản tác dụng. Thì như mọi người đã biết, tên gọi của con vi khuẩn BSB này là vi khuẩn quang hợp. Thì cái nguyên nhân để nó mà sinh sản và phát triển được là nó phải có ánh sáng mọi người nhé. Như mọi người thường dùng sản phẩm BSB, vi khuẩn BSB này cho những hồ cá nuôi ngoài trời có ánh sáng, ánh nắng để con vi khuẩn này quang hợp sinh sống và trú ẩn trong những cái thang xỉ ong này và ăn những cặn bẩn và tái thiết lập cái hệ vi sinh cho hồ cá của mình. Thì như cái thùng mút của mình đây thì nó chỉ tầm mười mấy lít thôi, cho là 20 lít đi, thì mình chỉ cho 1/5 của cái ống này vào và mình chỉ cho 1 ml của sản phẩm vi khuẩn quang hợp BSB này. Thì đó là liều lượng và môi trường. Còn khi mọi người nuôi cá trong nhà thì sao? Thì đây là một hồ cá ở trong nhà của mình, mình làm để tượng trưng. Và trong phòng này là rất tối mọi người nhé, và mình đã thắp đèn. Nhưng mà cái ánh sáng đèn này á, là nhiều lúc là nó không đủ sáng để cho con vi khuẩn này nó quang hợp và nó sinh sống. Nên khi mà mọi người thường chơi thủy sinh và nuôi cá trong nhà thì họ lại ưu tiên cho một sản phẩm vi sinh khác, đó là HGBO. Đó mọi người, mình sẽ để hình ảnh nó ở dưới góc mọi người thấy không. Đấy là cái môi trường và quang cảnh để mình khi mình xài con sản phẩm BSB này. Thì mọi người nên xài là cho những hồ ngoài trời, những hồ mà để những nơi có đủ ánh sáng để cho con vi khuẩn này nó sinh sống và nó có thể phát triển được. Chứ không phải là cứ bỏ trong tối xong mình chăm vi sinh rất nhiều vào đấy rồi tại sao nó lại không trong mà nó càng ngày càng đục rồi. Đó chính là mình sai cách trong phương pháp, là mình chăm vi sinh cho những hồ không đủ sáng mọi người nhé. Như hồ này thì vi sinh ổn định rồi, và hồ này thì còn ít hơn là hồ ngoài trời nữa, chỉ nhiêu đó thôi. Thì đó là vấn đề thứ hai mình muốn nói đến, là con vi khuẩn quang hợp này là muốn nó phát huy hết tất cả công dụng, thì là nơi hồ của mình nuôi cá là phải đủ ánh sáng, và nói chung là có đủ ánh sáng để con vi khuẩn này có thể sinh sống và phát triển trong hồ của mình, để nó làm nhiệm vụ thiết yếu của nó là tái thiết lập nguồn nước và ăn những cặn bẩn cho cá và tôm ốc đồ sản sinh ra mọi người nhé. Và kể cả trong nông nghiệp cũng vậy, người ta cũng pha lỏng ra. Thì đó là hai vấn đề chính, đó chính là liều lượng và cái thứ hai là môi trường mà để mình chăm thích hợp. Còn tới cái thứ ba, mình sẽ phân tích cái thứ ba là vi khuẩn của nhà sản xuất và vi khuẩn mình làm ra nhìn rất khác. Thì sự khác biệt giữa vi khuẩn BSB do nhà sản xuất nổi tiếng sản xuất và sản phẩm BSB do mình làm ra thì nó khác những gì? Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết và giải thích thực tế cho mọi người. Thì đầu tiên mọi người thấy là cái sản phẩm mình tạo ra là dưới lòng trứng gà và nước mắm bột ngọt. Thì nói chung về giá thành của nó thì mình cho là không đồng đi, chứ 1-2 ngàn thì nó cũng vậy thôi, cái chai này thì cũng không đáng nhặt vào đường thôi. Còn nhà sản xuất thì bao nhiêu? Vâng, rất cao, 60 ngàn. Và cái điều khác biệt đầu tiên đó chính là về giá trị. Cái kia nó giá rất cao, nó tưởng 60 ngàn, còn cái này nó chỉ tầm 1-2 ngàn thôi, nhưng mà số lượng nó lại nhiều hơn rất nhiều. Thì đó là cái khác biệt đầu tiên, nói chung là cái giá trị của thương hiệu đó. Và cái khác biệt thứ hai là gì, mình sẽ đến màu sắc nhé. Đây, như mọi người quan sát thực tế cho mình là thấy màu của sản phẩm vi khuẩn quang hợp BSB của nhà sản xuất là nó không đỏ, có những cái cặn.
và nó nhìn nó nhợt nhạt hơn một tí xíu. Còn sản phẩm BSB của mình thì nó đỏ theo kiểu đỏ bầm và nó đậm hơn rất nhiều. Còn một điều nữa đó chính là mùi hôi. Mùi hôi của nhà sản xuất là nó đỡ hơn, nó không có nồng, nó là hôi đặc trưng nhưng có điều nó không có nồng. Còn với mùi hôi bên này thì khó chịu lắm mọi người, tại nó là vi khuẩn quăng hợp và nó là thành phần của cái trứng sống với nước mắm này nọ nên cái mùi nó hôi lắm, hôi ghê hồn. Thì đó là sự khác biệt giữa màu sắc và mùi hôi, nó nhà sản xuất nhợt nhạt hơn và mùi hôi cũng đỡ hơn. Còn của mình thì màu sắc lại đậm hơn và mùi hôi cũng khó chịu hơn nữa. Vậy thì có cách nào để mình tạo ra được cái sản phẩm BSB nó cũng tự tựa như nhà sản xuất hay không? Tại vì họ đã nắm công thức và cái bí quyết để họ khử những cái có hại, những cái bất lợi trong cái vấn đề này nên họ mới có giá thành cao như vậy. Thì mình hôm nay sẽ nói về vấn đề xử lý để cho cái vi khuẩn của mình đỡ hơn và có thể tương tự như giống như họ mọi người nhé. Thì nói về mùi hôi đi, thì nói về muốn giảm độ hôi của cái con vi khuẩn BSB này thì mọi người khi trước khi sử dụng thì mọi người nên mở nắp nó ra và đem đến chỗ nào mà không có ai thăm sơn cùng cốc gì mà chắc chắn là không có người mọi người nhé. Thì mọi người hãy mở cái nắp này ra và để cho nó bay bớt mùi đi thì lúc đó cái mùi nó sẽ đỡ hơn mọi người nhé. Đó là cái cách để mình giảm thiểu cái mùi hôi đặc trưng và khó chịu của con vi khuẩn BSB này. Sau đó chúng ta lại đậy nắp lại và cho vào chai. Còn về cái cách mà làm sao cho màu sắc nó đỡ đậm hơn và trông như nhà sản xuất thì mọi người cứ việc xài một cái chai tương tự như vậy và mọi người chiết ra hai chai đều bằng nhau mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ chia đều cái khối lượng của vi khuẩn BSB kia trong một chai ra đều hai chai như vậy. Và chúng ta dùng cái nguồn nước của hồ nuôi cá hay nguồn nước máy đã phơi lắng một thời gian để mình chế vào hai chai này, không cần phải cho nguyên liệu mọi người nhé. Này là mình không cần cho thêm nguyên liệu, cái này là mình làm lỏng cái vi khuẩn ra thôi. Và mọi người cho vào hai chai kia cho mình. Và lưu ý khi mọi người châm thì mọi người cũng để lại cái khoảng trống cho con vi khuẩn quang hợp mọi người nhé. Tuy là mình không cho thêm nguyên liệu nhưng mà mình chỉ làm cho gọi là giảm thiểu giãn cái độ dân số của con vi khuẩn quang hợp BSB này trong cái thành phần chai này ra thôi. Chia ra làm hai chai và chúng ta cho thêm cái lượng nước của củ nuôi cá hay là nước đã xử lý vào đây và chừa lại khoảng trống để nó tiếp tục quang hợp. Nhưng mọi người thấy không, tuy là cho lên như vậy mà cái màu sắc nó vẫn còn đậm một cái ngang ngửa với cái thằng này nè. Giờ mình sẽ cho nốt chai này và đóng lại cái này mọi người nhé. Thì qua cái việc chiết sang hai chai như thế này thì chúng ta vừa là thực dạng làm cho màu sắc của con vi khuẩn BSB của chúng ta nhìn nó nhợt nhạt đi, tuy là không được như nhà sản xuất thì nó cũng là thuộc dạng bớt đi rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cái khi có nguồn nước vào thì nó sẽ giảm thiểu cái mùi hôi đi cũng rất nhiều mọi người nha. Thì đó là cách để chúng ta có thể cải thiện cái nguồn BSB của chúng ta cho gần giống như cái nhà sản xuất đã tạo ra. Thì nói chung là nó cũng tốt thôi. Còn số lượng BSB xài trong một hồ nước mà mọi người thấy cả 100 lít nước như vậy với cái liều lượng như vậy thì mọi người thấy là rất ít và chúng ta không cần thiết phải xài rất nhiều đâu. Ok, vì qua video vừa rồi thì mình muốn gửi đến mọi người về nhiều những lý do mà mình thấy trên diễn đàn mà nhiều người lâu lâu lại hỏi: anh ơi, hình như xài vi khuẩn BSB cá em bị nấm và vi khuẩn BSB không tốt cho cá này nọ đồ. Là thật sự đó là nguồn tin hoàn không hoàn toàn chính xác mọi người nhé. Còn nếu mà nó có hại thì do chúng ta xài sai cách, sai về liều lượng nè, sai về môi trường mà vị trí chúng ta đặt hồ là không có ánh sáng để cho nó quang hợp và số lượng vi khuẩn chúng ta cho vào quá nhiều trong một chiếc hồ bé bé như vậy. Và hôm nay mình sẽ cũng nêu về vấn đề làm sao cho vi khuẩn chúng ta bớt mùi và có màu nhợt nhạt như nhà sản xuất kia. Thôi, xin chào mọi người, rất vui và hẹn gặp lại mọi người vào một video khác, một vấn đề khác về vấn đề nuôi cá của mình. Còn mình là làm video để mà thứ nhất là kỷ niệm, lưu lại những khoảnh khắc mà mình đã từng nuôi cá và từng làm những cái thứ như thế này. Tại vì mình không quay video thì mình vẫn phải làm thôi. Thôi,
mong muốn chia sẻ với mọi người. Nếu có sự đóng góp ý kiến hay là những cái thắc mắc gì đó, mọi người cứ gửi về comment xuống cho mình hoặc gửi về Gmail hay là Facebook của mình có lưu trên trang kênh mọi người nhé. Rất vui và chào và hẹn gặp lại mọi người.